Trung Quốc tức giận vì nhiều nước chúc mừng bà Thái Anh Văn. Bộ ngoại giao của Trung Quốc đã tuyên bố không chấp nhận chuyện nhiều nước có quan hệ chính thức với Bắc Kinh lại gọi điện chúc mừng bà Thái Anh Văn tái đắc cử lãnh đạo Đài Loan. Được biết thì ngay sau khi có kết quả chính thức, Bộ ngoại giao của Mỹ, Anh, Nhật và Singapore đã gửi thư chúc mừng bà Thái cùng Đảng dân chủ tiến bộ của bà. Và điều này đã làm cho Trung Quốc không hài lòng và tức giận khi Bắc Kinh luôn xem là một phần lãnh thổ không thể tách rời và yêu cầu các nước có quan hệ chính thức tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc. Cụ thể là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản hôm ngày 12 Tây tháng 1 đã nhấn mạnh rằng Chúng tôi thực sự thất vọng và phản đối mạnh mẽ các hành động như vậy. Trung Quốc kiên quyết phản đối chuyện trao đổi văn bản chính thức giữa Đài Loan và các nước đã thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc. Theo hãng thông tấn AFP, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã nỗ lực hạ uy tín và ảnh hưởng của bà Thái sau bầu cử. Tân Hoa Xã cáo buộc bà Thái và đảng của bà sử dụng các trò bẩn để giành chiến thắng, bao gồm cả việc mua phiếu. Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc đã quy trục trách nhiệm cho các thế lực đen tối bên ngoài vì đã làm thay đổi kết quả bầu cử. Thời báo Hoàn Cầu thì đã cho rằng chiến thắng của bà Thái sẽ đẩy nhanh tiến trình thống nhất Đài Loan. Lý giải cho điều này, tờ báo thuộc đảng cộng sản trung quốc cho rằng bởi người dân trung quốc đã quá chán với cách tiếp cận theo kiểu lợi dụng của quốc dân đảng chủ trương giữ nguyên hiện trạng chia cắt đài loan và đại lục vậy nên họ tin rằng một khi bà thái và đảng của bà tuyên bố đài loan độc lập trung quốc sẽ có cớ để đường đường chính chính can thiệp bằng quân sự và chỉ khi như vậy thì giấc mơ thống nhất đài loan mới có thể sớm thành hiện thực <laughs>